Rồi một số đại tế của Chúa cũng được kêu gọi để vào trong lớp trung cấp ở tại Gia Lai chúng ta đang học. Chúng ta tạ ơn Chúa, đó là những kết quả của bàn giờ. Thưa anh chị em, chúng ta biết các loài người chúng ta và lưu truyền từ đời này đến đời khác. Và chúng ta luôn luôn ý thức một điều rằng đây là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ rằng mỗi lần chúng ta đọc thì chúng ta nhớ đây là lời của Đức Chúa Trời. Mặc khải cho loài người chúng ta bằng ngôn ngữ thần man. Chúng ta tạ ơn Chúa thật là nhiều. Cho nên sáng hôm nay tôi muốn cùng với anh chị em học với nhau về đề tài là làm theo lời của Chúa.
Loan. Thứ nhất,